Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án mới nhất 3 căn nhà với mỗi căn diện tích 40m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ngõ trước nhà được 2,5m, cách với một nhà là ra tới đường ô tô đi lại. Và với cái vị trí này thì xung quanh ngập tràn tiện ích cũng như thuận tiện cho bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Thanh Xuân. Vị trí của nó thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần trục đường quốc lộ 6, gần tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với bến xe Yên Nghĩa, hướng nhà là hướng Đông Bắc, 3 căn thiết kế giống nhau. Ngọc Anh sẽ quay một căn để gửi tới cho quý vị. Căn này cũng như là cái căn mẫu 40m, hướng nhà là hướng Đông Bắc, tương đối là mát, mặt tiền của ngôi nhà 4m. Và ngôi nhà thì thiết kế như thế nào ạ? Với phần cửa chính thì cho quý vị là một lớp cửa gỗ. Đây. Căn nhà này 3 cuốn sổ đỏ chuẩn chỉnh, dọn đồ về ở được ngay, sổ sách bàn giao được luôn, pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với diện tích 40m, thiết kế công năng sử dụng tương đối là hợp lý. Quý vị nào đang có những cái lô đất 38-40m mà chưa biết thiết kế như thế nào cho hợp lý thì quý vị có thể tham khảo video Nhà Tốt Ngọc Ánh quay review, hoặc bên nhà anh cũng có nhận công trình từ A đến Z cho quý vị, từ phần thiết kế cho đến phần thi công cho đến hoàn thiện hoàn chỉnh lên một ngôi nhà cho quý vị. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách của ngôi nhà được chủ nhà thiết kế toàn bộ cho quý vị, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt xong hết, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn đầy đủ. Ngoài cái phần thiết kế phòng khách bên ngoài thì đây là phần không gian phòng bếp. Ngôi nhà này thì mới tinh luôn quý vị nha. Đây, còn chưa dọn vệ sinh nốt những cái phần thùng sơn sót lại. Với phần không gian phòng bếp thì chủ nhà thiết kế này, tủ bếp. Toàn bộ tủ bếp thì thiết kế cho quý vị là tủ gỗ MDF chống cong vênh. Phụ kiện bếp, chất liệu đều inox 304, chất liệu rất là ok. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội. Không gian phòng bếp tương đối rộng và thoáng. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Gạch lát nền kích thước gạch là màu trắng. Ngoài ra, tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng công năng ở phía tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính ở đây, chủ nhà thiết kế cho quý vị một kệ vách gỗ. Đây mọi người ạ, rất là hợp lý. Đó, tránh cái phần cầu thang nhìn ra phần cửa chính. Toàn bộ hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang, thiết kế công năng toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc ốp đá đen cổ trắng. Cái phần này, cái ngôi nhà này chỉ còn một chút về cái phần hoàn thiện nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sáng mua chiều về ở mọi người ạ. Bởi vì cái dọn vệ sinh này thì rất là nhanh. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Diện tích rộng cho nên phòng ngủ thiết kế cũng rộng. Tất cả các phòng đều cửa sổ thông thoáng trước và sau. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa sổ thiết kế hai lớp, đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ cho ngôi nhà. Phòng ngủ được lát sàn gỗ. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Hành lang đi vào hai phòng ngủ rất là rộng. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng đây ạ. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Công năng sử dụng theo từng tầng. Và phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài mặt ngõ. Hướng nhà là hướng Đông Bắc quý vị ạ. Cửa sổ mở ra rất là thoáng. Tất cả các phòng, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Với cái căn nhà này nằm trong khu dân cư đông đúc, gần chợ dân sinh, gần trường mầm non, tiểu học Đồng Mai, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông. Như Ngọc Anh đã chia sẻ, quý vị có thể lấy cái điểm mốc bến xe Yên Nghĩa để làm gốc, để đo Google Maps thì từ vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Yên Nghĩa 2 km thôi. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà.
Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà thưa quý vị. Với tầng 3 thiết kế công năng sử dụng như tầng 2, hai phòng ngủ trước sau. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là quý vị đã có 4 phòng riêng. Tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng 2 phòng, thoáng trước, thoáng sau. Nhà này thì không nằm gần đỉnh chùa miếu mạo, cũng như không thóp hậu, không đường đâm, không lỗi phong thủy nha mọi người. Đây. Gần với lại trường học, nằm trong khu dân cư đông đúc. Nói chung nhà có thế nào thì em quay review thực tế cho quý vị là như vậy, đến xem là như vậy. Xấu đẹp thì hiện trạng bán nhà chỉ có thế thôi. Tầng 3 đây ạ. Tầng cuối cùng, diện tích 40m, xây 4 tầng, tương đối là hợp lý, rộng rãi, thoáng, dành cho quý khách hàng nào và thích diện tích rộng. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này với công năng sử dụng 40m, 4 tầng ra sao. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị như sau. Ở tầng 4 có một ô dính trời để lấy thoáng ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phần tầng 4 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng. Một phòng thờ rất là rộng. Nói chung là tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên với ngôi nhà này thì thiết kế khá là hợp lý. Và tiếp theo, đây, khu vực để máy giặt riêng mọi người ạ. Và phần còn lại, sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà, rộng rãi, thoáng. Với vị trí ngôi nhà này thì nó nằm giáp với lại khu đất dịch vụ Đồng Mai, gần với cây xăng Đồng Mai, gần trục đường quốc lộ 6. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hóa 0888 041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.